Hello, xin chào cả nhà. Và để tiếp tục chương trình săn lùng trâu trọi đình thần hớn quản năm 2022. Và hôm nay ông Tuấn lại tiếp tục lên sới và đi sâu vào vùng nghỉ dưỡng của các tuyển thủ ngưu thủ quốc gia. Và lúc này đây trước mặt chúng ta là một ngưu thủ đã về đây. Và lúc này ông Úc đang chăm sóc, tức là chăm sóc viên. Mình phải nói là những người chăm sóc trâu là gọi là chăm sóc viên. Cho cũng như trong đội bóng của quốc gia thì có chăm sóc viên đấy. Thì hôm nay thì đợt trước thì nơi đây cũng đã lúc mùa nắng thì ông 19 nhốt ở đây. Và lúc đó thì cách đây 3 tháng này thì bây giờ mùa mưa thì rau muống kìa. Đó. Rau muống có tốt cỡ này luôn quý vị. Đó, rau muống này. Đó. Mà chỗ này là chỗ ông 19 ở 4 tháng rồi. Và đến ngày gặp Minh Điền và đánh thắng Minh Điền. Và hôm nay đây thì ông Tuấn sẽ review trực tiếp luôn ông 01. Ông 01 này lúc này đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Và bây giờ đấy thôi, ok, đứng dậy đấy. Bắt đầu rất buồn lây khủng khiếp luôn đấy. Rất sung mãn. Một chỉ cần một thời gian chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ phù phép, thì sẽ làm cho tất cả hình dáng sẽ đổi thay thành một trâu trọi cực kỳ nguy hiểm, sẽ làm cho đối thủ của chúng ta cũng siêu điêu. Đấy, không phải chuyện bình thường. Nói về trâu trọi thì chúng ta biết rồi. Đấy, thì hôm nay mình đi một vòng hết để bắt đầu với tổng kết coi bao nhiêu ông và cũng như chuẩn bị có những giao hữu của trước khi vào trận đấu vào lễ hội thì có những trận giao hữu trước. Đấy. Nói về đồ điệu trâu trọi thì tất cả chúng ta cũng đã biết rồi. Có đẹp thì chủ ngay nhân người ta mới tậu về. Đấy, đã tậu về thì tất nhiên người ta chăm sóc. Và đến cái lúc mà chúng ta giao hữu hoặc đến mùa lễ thì tất nhiên là vỗ beo. Đấy, để cho sung mãn, để cho trâu vào cuộc chiến dễ có sung sức hơn và đánh nó khỏe hơn. Thì vẫn đôi mắt ấy nhìn về nơi xa lắm. Đây là 01. Ông ấy đang còn ở dưới một cái cây gốc giáng hương ấy. Đây, cây giáng hương rất mát. Hôm nay khí hậu bão gió trong miền Nam lúc này cũng mưa liên tục mấy ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì mưa không lên quay được, hôm nay tạnh thì mới mưa, nhưng mà chắc chắn trời hôm nay mưa nên ông Tuấn sẽ quay một lúc ông Tuấn về và để đưa video lên. Hôm nay mùng 4 tháng 7 thì cũng còn không bao nhiêu ngày nữa có mấy trận giao hữu. Thì để ông Tuấn và tiếp tục giao hữu xong thì bắt đầu đến tổng kết lễ hội cho trâu đình thần, đúng không ạ? Thôi, cũng
một vòng như vậy để cho chúng ta biết được ông trâu khổ một. Mình đi đâu nó nhìn thấy để xem có phải đối thủ của nó không. Nếu đối thủ của nó thì mình cũng chết đấy. Mà chân dẫn mình không. Rồi, bây giờ ông tắm bùn thì nói chung là mình thì không có xuất tắm bùn như ông rồi. Mình đi tắm bùn là đi Nha Trang hoặc là đi Nha Trang hoặc Đà Nẵng. Đấy, thì tắm bùn. Thì tắm bùn là mình tắm bùn bây giờ vé 100 mấy. Còn ông ấy thì tắm bùn này không phải mất đồng nào hết. Không mãi luôn. Ok, ông Tuấn 65 xin dừng ở đây và tiếp tục ông Tuấn đi review một ông 15 nữa ở ngày này cho cả nhà ta xem. Và rất mong cả nhà chúng ta đăng ký kênh, nhớ bấm chuông chờ những video mới của lễ hội trái trâu Đinh Thần Ông Quản. Và tiếp tục ngày mai ông Tuấn sẽ lên để theo dõi của những ông trâu nào và cặp nào để chuẩn bị cho lễ hội. Xin mời cả nhà chúng ta cùng đón xem. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau.